Anh em sáng làm từ mấy giờ mà chở nhanh thế? Làm từ 7 giờ đó. 7 giờ à? Vâng. Sáng nay chắc không ăn sáng quá. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi mới chở. Đây huy động đến gần 20 anh em này. Trên đường rất nhiều người đang đi xuống nữa. Mình sẽ khoác cái máy quay và mình sẽ đi cùng với lại mọi người đi theo con đường này lên. Mình đây là cái con đường tắt của nhà Chu để xuống đường to. Còn mọi lần mình đi lên nhà Chu là đi theo cái đường chính, nhưng mà đường ấy thì nó lại dốc hơn. Hôm nay sẽ đi thử cái đường này lên xem nó như nào. Đây gỡ cái này ra bảo vợ cầm về mà cái này. Anh mua cho hơn 2 cân thịt ấy, với đậu với rau nữa. Chuyến nữa là hết rồi. Đây là xong rồi. Đây là xi măng, đây là chở xi măng nữa. Bà... một tí là đổ lên luôn thôi. Chiều nay là đổ luôn nhá. Vâng. Chiều nay là có chỉ là chiều nay có xi măng là đổ lên luôn đấy. Lại làm với tinh thần thần tốc luôn để trước khi mà đợt bão mới nó lại về. Nhưng mà hôm nay như là toàn thanh niên có vợ hay sao ấy nhỉ? Toàn này có vợ, rồi vợ con hết rồi. Đây toàn thanh niên có vợ con chứ không thấy có trai bản chưa vợ. Không thấy có trai trẻ mấy. Thế à, có mỗi anh là chưa có thôi à? Mấy em áo trắng rồi. Tưởng có mỗi mình anh chưa có vợ. Đây có vợ hết rồi. Con hết rồi, 2-3 đứa rồi, 5-6 đứa rồi. Nó muộn hết rồi. Ờ, bố của Dê có ở đây không ạ? Chưa xuống ạ. À? À đây à? Đang còn muốn thông báo cho bố của Dê một tin. Tức là đã có người lại cho vợ chồng Dê xây một cái giường và một bộ ấm chén bát đũa. Thế à? Đấy nên tưởng là có Dê ở đây thì bỏ thông báo tin vui cho vợ chồng trẻ mới ra ở riêng. Nhưng hôm nay là bố của Dê sang giúp à? Thế tí bảo với bố của Dê. Mấy nữa xong cái này tạm tạm cái này thì sẽ mang giường lên cho Dê. Thế thì ok lắm, cảm ơn rồi. Cảm ơn nhớ đồng chí Tông tí credit. Cho anh em. Vâng. Em là em muốn ủng hộ các vợ chồng trẻ để cho ban đầu ra ở riêng nó khó quá thì giúp đỡ nó để nó phát triển kinh tế. Nó nuôi con nữa chứ còn... Rất là cảm ơn. Vâng. Thế các anh chở đi. Đấy em phải đi theo các anh để xem con đường phát ra nào. Thế là anh em đi là có một chiếc là cứ đi. Thế thì em sẽ bám đằng sau. Mọi người rất là phấn khởi. Đi làm giúp thôi nhưng mà vui như làm việc của nhà mình ấy. Mình sẽ đi theo chiếc xe cuối cùng này để đi lên lên xem đường này, đường tắt là thế nào. Đường bên kia đi nhiều rồi. Vừa kịp chuyến chở cát cuối cùng. Ôi xem sao rồi. Hết xăng rồi hay sao? Đi đây thì chết máy này.
chở cả dưới kia anh. Để hai chỗ luôn à? Có thằng đi được, thằng không đi được. À, ông nào giỏi thì xuống kia. Tí nữa chưa uống rượu là ông nào mà chở dưới kia ngồi mâm trên nhá. Ông nào đậu trên này ngồi mâm dưới thôi. Trưởng thôn đây rồi. Ôi, dỡ hết ra rồi. Hôm nay là dỡ ra làm luôn một thể luôn đây rồi. Ê, làm cầu gỗ đẹp đấy, chắc đấy. Dỡ hết bạt ra rồi. À, đây một đống cát rất to rồi. Chở được rất nhiều rồi đấy. Thì chắc cô... là tối nay phải uống rượu với anh nha chứ. Có không, em sẽ ở lại còn nhiều chuyện muốn nói với anh em nữa. Đặc biệt là sau cái sau cái nhà của Chu này thì sẽ giúp cho nhà của Dê Say một tí. Thì cũng mọi người cũng hôm lên đưa cái hoàn cảnh của Dê Say nên thì mọi người cũng muốn giúp đỡ. Thì sắp tới thì chắc là cũng sẽ làm được liền nhà với mua được ít đồ đạc trong nhà đấy. Vâng đấy. Hỗ trợ cho các em ấy mới ra ở riêng thì nó khổ. Giờ là cái gì cũng thiếu. Vâng. Xe xi măng thì khoảng 11 giờ nó mới lên đây. Vâng. Đi về thì anh em mình ăn cơm xong mới chở. Thì đấy thì phương án một là mình trong cái thời gian chờ thì mình có thể đi lấy tre về mình đóng thêm cho Chu nó vào chỗ này. Đấy, còn phương án 2 là mình ăn cơm xong thì chiều mình làm. Nhưng chỉ sợ mình ăn cơm xong thì chiều mình không làm được thôi. Vâng. Vâng. Nhưng mà cái đầu này nó vẫn chưa làm được nhỉ? Cái đầu này nó vẫn chưa làm gỗ đủ để nập ngói, nập bro ấy này. Nó chưa đủ gỗ. Những cái cây này đều lắp nên đã đủ chưa? Cây này là lắp nên đâu mà. Có đủ không? Đủ. Đủ đấy thì chiều anh em đông này thì chiều anh em mỗi người một việc thì chắc là cũng làm được. Cái này nền là xong thì mình làm cái này. Vâng. Chỗ này cát xì chắc thoải mái quá. Cát này nhiều nhỉ? Nhiều thì ấy thì mình làm nền xong là mình làm cho nó cái sân giếng. Cái sân để nó để giặt rũ rồi các thứ. Nếu mà còn thì mình chắc là đủ, thoải mái. Còn nguồn nước thì chắc là dẫn từ nhà bố xuống. Nước thì lấy trên. Đấy trên đấy thì mình có làm cho nó cái sân giếng trước. Xong hôm nào em mua cho ít ống nữa. Ở cái ống đấy em chưa mua bao giờ, không biết là nó... Thì không hôm nào bảo Chu đưa tiền nó mua cũng được, về nó nắp về. Vâng. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả của kênh YouTube Zubatan nha. Mình đã đến được nhà của A Chu. Hôm nay thì đi bằng một cái con đường rất là mới. Mọi hôm là đi con đường bên kia cơ. Bây giờ mới có thời gian để chào mọi người. Và cái thời gian vừa rồi ấy, mình cũng quay khá là nhiều cái video về cái nội dung thiện nguyện của ở Tây Bắc và được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của khán giả ở rất là nhiều nơi trên cả nước và nhiều vùng miền khác nhau. Và cũng có các bác góp ý cho mình là mình nói hơi bị nhanh, bởi vì là do cái đặc thù vùng miền thì có các bác các cô các chú ở trong miền Nam, ở trong miền Trung hay là ở nước ngoài thì nghe không được rõ lắm vì mình nói nhanh quá. Thật ra đấy là nó đã trở thành một cái thói quen rồi, bây giờ mà mình mà nói chậm lại là nó cứ ề à ấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là từ cái video này trở đi thì mình sẽ nói làm sao để rõ nhất và mình sẽ nói chậm lại. Đấy, các bạn thấy là nhà Chu thì hôm nay đã tháo dỡ hết xung quanh ra rồi. Đấy. Mình lên trên bản Bá Khoang này nhiều lần rồi, nhưng mà lần này là lần có lẽ là lần vui nhất, bởi vì thấy rất là đông người đến giúp đỡ cho gia đình A Chu. Hôm nay thì gia đình A Chu sẽ làm rất là nhiều cái việc quan trọng.
mình đã bắt đầu nói nhanh rồi đấy. Đặc biệt là được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thì A Chu sẽ có một cái nền nhà mới này, sẽ có những cái bức vách ngăn bằng tôn mới và sẽ che kín được hai cái đầu hồi. Đấy. Thì hôm nay có rất là nhiều việc nên là A Chu nhờ rất là nhiều người ở trong bản đến giúp. Trong đó thì có cả trưởng bản luôn, cũng hăng hái mọi người làm từ 7 giờ sáng nay. Thì mình phải đi chợ, mình mua một ít thức ăn rồi mình mới lên đây, nên lên đến bản thì đã 8 rưỡi 9 giờ rồi, thì mọi người đã chở gần hết cát lên trên này rồi. Đấy, thì hôm nay cũng mua cho Chu một ít thức ăn để trưa nay thì nhà Chu làm cơm để mời cảm ơn mọi người đến giúp. Ở đây thì trên bản thì đa số là chỉ đến giúp như vậy thôi, và ăn cơm uống rượu với nhau, tình cảm chứ không như là đi thuê như là ở dưới thành phố đâu các bạn nhé. Đấy thì cơ bản là về cát thì đã trở lên đây xong rồi. Thì còn tấm lợp này, còn xi măng và tấm bờ rô thì lợp mái rồi. Bởi vì trước đây Chu đã lợp bằng mái bờ rô rồi, nhưng còn thiếu một ít thì mình sẽ mua thêm một ít bờ rô cho Chu này. Còn lại thì là mua cái tôn để làm cái vách ngăn này nữa này. Đấy, và xi măng để nắng lên này nữa. Thì khoảng 11 giờ xe vận chuyển mới lên đến đây. Thì lúc đấy anh em lại xuống chở tiếp lên trên này, và buổi chiều thì sẽ tiến hành làm lền luôn, làm lền trước, sau đó thì quay vách ngăn, và cuối cùng là lợp lốt mái. Đấy, rất là nhiều cái phần việc như vậy. Và cũng đang bảo A Chu là nhờ anh em đi chặt cho một ít tre để đóng cọc, để gia cố thêm cái sườn đất yếu ở bên này. Đấy, để cho các cho ngôi nhà nó được yên tâm hơn, chắc chắn hơn. Chú ơi, thế còn cái tà ly ở phía sau ấy, cái tà ly ở phía sau này anh nghĩ là em cũng phải ấy chứ, cũng phải xem là lúc nào đấy nhờ mọi người xả bớt nó xuống ấy. Đây này, ở phía này này, tức là mình bây giờ mình không thuê máy nữa, mà lúc nào mình có thời gian ấy thì là em xả bớt cái phần xả nó vát xuống ấy. Vâng. Đừng để nó dựng đứng như này. Vâng. Này nó rất là đứng và nó cao, em phải xả vát nó xoải như sườn đồi ấy. Vâng. Thì đề phòng là nó sạt xuống. Vâng. Nó sạt xuống bên đây, cái cột nhà nhà em rất là gần cái tường nhá. Vâng. Nó mà sạt xuống nó ủi vào cái cột nhà này, có thể đổ nhà hoặc là ít nhất là đổ nhà bục vách. Đấy. Để làm xong cái này xong rồi em mới. Ờ đấy, làm xong là phải tranh thủ xả bớt cái ngọn nó xuống. Vâng. Vì từ cái chỗ này lên đến chỗ lên nhà của bố em kia vẫn còn rất là xa, nên mình xả thoải mái, không sợ ảnh hưởng đến nhà bố đâu. Xả cho nó vát xuống. Tháo ra xong mình đổ xong mình mới lại lắp vào gì cho nó. Thế thì mình mới đổ được tận vào bên chân đúng không? Mình mới đổ phủ ra ngoài. Này trước là toàn đóng đinh nè. Hai xe cát này tha hồ thoải mái. Mấy cái này đóng dễ thế. Cái đinh bể. Thao cho bể. Đây toàn thể các anh em giúp cho nhà Chu hôm nay. Sau hai xe cát xe sỏi mệt lắm rồi. Nhà lâu quá thì coi. Hôm nay trời nắng nóng nữa. Phủn à, đây là bố của Dê đây ạ. Chú là bố của Dê đúng không? Đấy thì là có chị bảo là sẽ cho vợ chồng Dê một cái giường. Một bộ ấm bát chén combo giống như kiểu nhà nhà Chu này. Ở nhà Chu ấy sẽ đủ bát chén phích nước, thêm cái phích nước ấy nha, nhà Chu chưa có phích nước. Nhà Dê cũng không có. Nhà Dê thì sẽ có combo, sẽ thêm phích nước và mua một ít đồ quần áo cho cái đứa cháu nữa. Thế là chị chu đáo lắm, vì cái này là chị lên đồ, chị lên danh sách mua đồ nên là chị chu đáo hơn. Chứ còn thật ra cái mảng này là cháu kinh nghiệm yếu nên nhiều cái cháu không biết. Thì mấy nữa xong nhà của Chu này thì sẽ đi mua đồ cho vợ chồng Dê. Vâng. Mới thứ nhất là cái
À, các anh nghỉ tí xong là khả năng giúp cho Thu một ít tre để đóng xuống cái tà ly ấy, cho nó cái lề nó chắc một tí, bởi vì mình làm cái lề là mình làm cái này là cũng lề nó chưa lún hết cỡ đâu. Mình đổ sớm này sợ là nó lún xuống nó lại lứt ra. Thì mình tranh thủ mình giúp cho nó một ít hàng tre ở ngoài đóng xuống cho nó ít cho nó chắc cái lề hơn. Vâng. Bây giờ anh em sẽ đi chặt tre để giúp cho Chu cái chỗ tà lui âm ở bên ngoài luôn. Được cái thì có một cái khóm tre ở tương đối là gần ở đây các bạn ạ. Ngay đây có một khóm tre này. Mọi người sẽ sang đây chặt luôn. Chủ yếu là cái mạn đằng đấy. Mạn đằng đấy là đất mượn nhiều. Chứ mạn đằng này thì đất chắc hơn này. Đấy, chỉ có cái góc đấy, góc chỗ cái giường ấy. Nguyên đoạn chỗ cái giường này chéo vào kia là đất mượn hết. Giờ nó vẫn đang lún đây này. Sợ mình làm sớm này là nó sẽ lún vào bên trong cái góc kia cả. Thế là mình chỉ cần đóng cái hàng ở chỗ này thôi. Mọi người xem video cái bảo sợ cái nhà làm xong ấy lăn đúng hủm đi. Bảo nhà người Mông ở trên này, mọi người ở này hàng trăm năm quen rồi, không lăn được đâu, nhưng mà mọi người sợ. Đá liền làm phải lăn chắc nha. Vâng. Không lăn chắc về thì người ta bảo, ôi chú này lên dấu phụ nhưng mà làm không chắc là... Đấy đúng rồi, làm không chắc sợ đến lúc mà nó bị hỏng đi là nó lãng phí. Lãng phí công sức, cái lãng phí tiền của người ta gửi giúp, nên là mọi người cố gắng làm cho nó chắc một chút. Đây là nhổ luôn cả cọc giường lên rồi à? Vâng. Thế đổ lên nhà xong có cắm lại không? Nó cắm. Không có cắm được không hay là thôi? Có. Hay là mỗi cái giường kia thôi. Thế là cái này chứ để như thế luôn, còn lấy ra cái gì nữa? Đúng rồi. Không, lúc nào mình đảo trộn xong bên này thì nó hở cái lỗ ra thì mình lại cắm này xuống xong mình đổ ấy lên thôi. Cái này xong là nếu không làm thế này thì mình đổ lại một cái thôi. Làm lại cái xương mình tự đục vào khi mình ghép nó lại đúng không? Ừ, ghép nó lại cũng được. Ừ thế cũng được, cho nó cái nền cho nó hoàn thiện chứ không có lại lỗ chỗ. Đây khóm tre đây anh chàng. Khóm này chắc lâu rồi không có ai chặt. Um tùm lắm. Tre này thì cứ chặt thoải mái thôi anh nhỉ. Cái này kiểu là để dùng chung cả bản, ai cần thì sang đây là cho luôn đúng không? Ồ, cái đây là của nó trồng mà nó không dùng đi. Nhưng mà nó không cao không màu à. Vâng. Cái này phải cao, trước thì phải cao ở dưới này. Để nó thoát lên nó không như này cơ. À đúng rồi, đây không ấy nên là nó cứ như này thôi. Cây nó đan vào nhau dày quá, nó cũng cây nó không được khỏe đúng không? Đây. Nó phải thoáng cây ra cơ. Những cây nhỏ nhỏ cái nó lại là cây già anh nhỉ? Cây nhỏ thì lại già hơn cây to. Mà cây nhỏ thì toàn nằm ở bên trong thôi. Cái sườn bên này có vẻ là có cây ở ngoài này anh này. Sườn này có 4-5 cây ở phía ngoài già này. Cây cẩn thận cái dây điện đấy nhá. Đang đi... Đang đi ngoài lắng về này, không nhìn thấy dây điện. Đây này, đấy hai cây này, võng hẳn ra ngoài luôn. Thế xong tí mở, đấy đúng rồi, mở hai cây đấy tí chặt mấy cây phía ngoài kia nữa. Hai cây đấy chặt chắc là nó đổ luôn đấy. Nhìn nó không bị vướng gì đâu. Nhưng hạ luôn cả cái măng để ăn trưa. Mà cái măng thì ăn luôn không ạ? Cây này măng có ngon không cơ? Ăn được không ạ? Ừ.
Đấy, hai cái cây đấy. Nó chỉ ngoài cái nó chỉ vướng có một cây thôi anh ạ. Có một cây ở đoạn kia, đoạn bên này thôi. Cây này nữa này. Anh ra hạ cây này nữa chắc là nó đổ xuống. Vâng đấy. Có một cây đấy nó đang cái đang cây và cây đấy thôi. Xe có sẵn này mình lấy được càng nhiều đóng càng chặt càng tốt mà. Xuống rồi. Cái giống tre này nó không có nhiều cành mấy nhỉ? Nên là nó còn dễ lôi ấy. Chứ phải cây tre gai thì thôi rồi. Cây tre gai thì như thế này không bao giờ lôi được. Nào em nên chặt cái này để về trồng. Cái này thì trồng sau, nhưng mà anh đang tức là mình phải gia cố cái đoạn đấy để mình đổ lên trước. Còn trồng thì trồng sau, sau này em trồng bao nhiêu vào cũng được. Nhưng cái này mình phải làm trước. Bác này quyết định là trèo lên đấy. Nhìn này mà trèo lên được.就是我们今天买的是龙。Bác chặt quả đấy nguy hiểm quá. Lôi thử. Em lôi thử nhá. Thùng nó vẫn trượt lên trên cái đoạn trên kia, phải lôi từ dưới chú ạ. Em xuống dưới nhà gì cái nhà em lôi theo xuống đấy. Hello. Đúng không? Thế là lấy bàn này thôi anh nhỉ. Lấy nữa đi. Cái chỗ đấy diện tích lớn lắm em ạ. Đóng phải đóng 2-3 hàng vào. Cái này mình chặt ra một, nó phải tầm 1,5-2 mét một đoạn. Đóng sâu được. Có
đấy anh đóng em đây đóng càng nhiều càng tốt mà. Ôi giời, lá lá phải phải mang cái vồ ấy, cái đoạn gỗ gì ra đập thì nó mới xuống sâu được, phải đóng ngập cái đấy xuống. Bỏ thằng bánh chở hai xe lát vào đi, xay vào. Ê cả lăng là các anh phải phải vót hết cái mắt đi thì nó mới xuống được, không thì để mắt to lên kia đóng chưa chắc cái đã xuống được đâu. Để cho nó lên gì? Để cho nó súng. Nhưng mà cũng phải cho nó gọn lại một tí, không thì sợ nó. Không tức là cái này mình đang. Cái này đóng như này mà súng đùa lên cây mà. Vâng. Cái lên cây sau mình lấy cái mắt nhỏ nhỏ mình trồng phụ thêm nữa vào. Còn cái này mình muốn là đóng để gia cố cho nó chắc cái đoạn này nên đã. Mang đoạn gỗ ra đập xuống. Liệu có ngập được không? Cột thì ngay đây. Đang nhà tôi lượn đã ué. Mới được một cọc đã thở hồng hộc này rồi. Thế này mà bảo một đêm làm mấy cọc. Không mà mang điên thì cùng tuổi thì không đúng như này cơ. Thế là đừng có làm một bãi điên à. Mới được một cọc đây mà đã ra thở hầm hầm. Làm là thế thì anh nhìn anh này là anh đóng rất là điềm đạm nhưng mà đóng được nhiều cọc nhá. Anh là làm hơi bị nhanh nhưng mà chỉ được cọc thôi. Cái là đánh này là nhường hơn, là đánh được khủng hơn. Giờ là người ta cần chậm nhưng mà chắc chứ. Cái này đánh mạnh vào còn chua đi mà. Cái đấy của anh nó tròn quá mà. Đánh mạnh vào chua đi, đánh từ từ là không nặng. Ừ. Có nhiều tương 3-4 hàng mà. Cái đoạn tre nào mà nó non quá thì bỏ đi. Nhất là cái đoạn ngọn đấy nó mỏng mỏng ấy. Để cho nó cái nông quá, để cho vào thì nó sống cay chứ. Không, cái mình đóng là muốn đóng sâu để nó chắc. Còn cái cây mọc lên thì không quan trọng đâu. Mình thích 1-2 hôm nữa mình lấy mắt về mình trồng lên trên được không sao cả. Nhưng mà cứ cho vào sau. Vâng. Cả cái nông cho vào bóng bình thường là. Vâng. bình thường chứ không thì sợ là mình đóng nó nông quá nó không khỏe. Có chứ. Cái này nó không phải cây nông đâu. Cái này vâng. Cái đất này phải trồng cây xoang mới là nó kêu vào mới xuống được. Vâng. Sau đây thì bảo chú nó trồng cây cối vào đây sau, nhưng mà bây giờ mình cứ làm tạm này để gia cố cái nền đã. Còn sau thì phải trồng hết cây đây. Ở dưới kia là vẫn có hai gốc cây to nó giữ đất đây này. Cây này là gọi là cây ngát hay cây gì nhỉ? Vâng. Hai cây chặt đi một cây rồi. Chắc chặt để làm nhà. À nhội á? À rội á. Chắc gỗ nó không chắc đâu đúng không? À chắc à? Em nhìn loại này tưởng nó không chắc. Thế mà chặt phát kia hơi phí nhỉ? Chặt để nhô gốc dài ngoãng cơ. Nhà có điều kiện nhiều gỗ khác. Cái đoạn kia từ cái đoạn kia xuống mặt đất nó phải tầm xuống gốc chắc nó phải được mét nữa nhỉ. Yeah.
Cọc phải xuống ngọt thế, cứ phải xuống như thế nó lèn đất nó mới chắc lại được. Đất ở nhão như bùn này. Nịnh đi nữa, một phá hai phá nữa. Sao rồi? Chưa sao đâu. Cái này vừa có một găm, hai găm. 50 phân rồi. Ý, vừa có hai găm. Không dám sâu tí. Mua nhà đã có chưa bây giờ? Nóng quá. Cố gắng phải đóng về rồi đến chỗ này. Nóng thì làm bút vé được, ăn đồng gà thì... Thế chú nào là bố vợ của Chu? Đây bố vợ đây à? Kiểu gì con nó mù gà một cái gì mình cứ ăn cái đầu. À, thấy đi chặt tre chặt giếc hàng hái thế. Đây là ông ngoại. Ông nội thì hôm nay vào bếp nấu cơm rồi. Ơ cái đấy ngược rồi. Ngược rồi, ngược rồi ông ơi. Đấy. Cái ngược ông làm trước. Đấy ngược thầy rượu. Này, đúng như kiểu đấy. Đây mọi người là chơi ấy rồi. Mọi người đây là cái kiểu là thử sức của ông ngoại rồi. Không vót cái cọc là nhọn cả, cứ để cọc đầy cho ông đóng cái này. Đây. Thế mới là làm. Hôm nay có cơ hội để kiểm tra sức khỏe của ông ngoại. cho cắm cọc tay. Kiểu gì mùng ga thì ông đùa ăn một bữa nào cũng ở gần đây thì kiểu gì được một bữa nào cũng được ăn thì phải cũng ăn. Này cũng gan nữa này. À, tại sao chứ à? Hơn 11 giờ rồi. Kia bảo còn mấy cây tre ở phía bên kia kìa. Xong đây tre này. Ừ. Xong là chặt đóng thêm nó vào nhé. Ở đây mới đóng được hai hàng thôi. Phải đóng càng nhiều càng tốt thôi mà. Ừ. Kêu là các chú vừa đi chặt được thêm mấy cây. Đấy, có khả năng mọi người nghỉ ăn cơm đã xong rồi làm tiếp chú ạ. Có 12 giờ xe vật liệu mới lên cơ, nên là nhà mình sẽ đi ăn cơm trước xong rồi. Kế hoạch thế nhưng mà đấy, nhưng mà bây giờ ông ấy điện bảo bây giờ mới bắt đầu rẽ từ bản đều rẽ vào thì phải tầm gần 12 giờ lên đây. Hay là anh em đợi. Cứ đợi về chứ. Cứ tính nó mất luôn. Vâng. Đúng rồi. Xin lên thì chỉ chở mỗi người 2 bao thôi. 20 xe là hết rồi.
Còn có 1 tấn 2 xi này, 24 viên ngói. 13 tấm tôn nữa. Đấy. Thì gì? Thôi anh em ăn cơm xong rồi. Chắc từ sáng giờ mệt rồi. Đằng nào nghỉ ngơi xong chiều mình chở xong mình vẫn phải làm mà. Chứ mình có ấy ngay được đâu. Anh lên trên nhà. Đi đi. Ấy, mọi người đang ngồi đông đủ ba mâm rồi, bây giờ mình sẽ xuống ăn cơm với mọi người. Vâng, hôm nay thì anh em mình chắc là cũng sẽ ăn nhanh thôi để còn chiều còn làm việc. Ok, mời tất cả mọi người ạ.